Một cô gái nhớ lại tiền kiếp gây chấn động Ấn Độ. Năm 1935, nhà lãnh đạo Ấn Độ Mahatma Gandhi đã cử 15 nghị sĩ, các quan chức và giới truyền thông đến điều tra trường hợp của Shanti Devi. Sinh ngày 11 tháng 12 năm 1926 ở Ấn Độ, Shanti Devi là một em bé rất bình thường cho đến khoảng năm lên 4 tuổi, khi cô bé bắt đầu chia sẻ những câu chuyện kỳ lạ về tiền kiếp của mình ở thị trấn Mathura, cách nhà trên 100 km. Được nghe những ký ức lạ lùng của con gái, ban đầu cha mẹ của Devi cho rằng đó chỉ là trò tưởng tượng trẻ con. Nhưng khi Devi tiết lộ rằng tên của người chồng kiếp trước là Pandit Kedarnath Chaubey, đôi khi được gọi là Kedarnath, thì một người bạn của gia đình đã quyết định tìm hiểu xem những gì cô bé nói có đúng sự thật hay không. Người bạn đã gửi thư cho một thương gia tên là Kedarnath ở Mathura để hỏi về những ký ức của Devi. Và thật kinh ngạc, thương gia Nath viết thư hồi đáp, xác nhận tất cả các chi tiết mà Devi đã kể là đúng. Nát cũng đồng ý cùng một người họ hàng đến nhà Devi xem xét tình hình để kiểm chứng. Một người họ hàng đã được Nát đưa đến gặp cô bé và giới thiệu đó là chồng cô. Devi bác bỏ ngay, nói rằng đây chỉ là người em họ của chồng cô. Bất ngờ, Nát và đứa con của họ lúc đó đã 10 tuổi, bước vào nhà. Khi nhìn thấy họ, Devi đã bật khóc. Nát yêu cầu được nói chuyện riêng với Devi. Sau đó anh tuyên bố mỗi câu trả lời của cô cho những câu hỏi kiểm tra của anh đều hoàn toàn chính xác. Anh ấy thấy câu trả lời chính xác và cảm động đến phát khóc. Cứ như thể người vợ đã chết của anh ta đang nói vậy, một nhà điều tra viết trong báo cáo về vụ việc vào năm 1937. Shanti đã ở vài ngày với Kedarnath và cậu con trai trước khi hai người phải trở về Mathura. Đau buồn khi phải chia xa chồng và con, cô bé đã cầu xin cha mẹ cho về quê cũ. Devi cam kết có thể dẫn hai bố con đến thẳng ngôi nhà cũ của họ, thậm chí còn tiết lộ cô từng chôn một hộp đựng tiền trong nhà. Câu chuyện đã thu hút sự chú ý của lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi. Vào tháng 11 năm 1935, hàng chục nhà nghiên cứu và điều tra đã cùng Devi và cha mẹ cô bắt xe lửa đi 3 tiếng đồng hồ đến Mathura. Một trong những điều tra viên kể lại, khi ra khỏi nhà ga, cô gái được đưa lên ghế trước và xe của chúng tôi đi trước tất cả những người khác. Người lái xe được yêu cầu chỉ đi theo tuyến đường do cô gái chỉ. Devi đã dễ dàng đưa cả nhóm đến nơi mà cô khẳng định là nhà cũ của mình. Trên đường đi, cô bé cũng ghi nhận nhiều con phố trước đây chưa được lát đá và những tòa nhà không có ở đó trong kiếp trước. Người lái xe xác nhận những quan sát này là đúng. Khi tới đúng ngôi nhà mà Kedarnath và con trai sinh sống, một thành viên của Ủy ban điều tra do nhà lãnh đạo Gandhi yêu cầu thành lập đã hỏi về hộp tiền mà Devi đề cập. Cô bé lập tức chạy lên tầng, đi thẳng đến một góc của căn phòng và tuyên bố rằng chiếc hộp được giấu dưới tấm ván sàn. Kedarnath mở sàn và tìm thấy một hộp bạc nhỏ, nhưng bên trong trống rỗng. Anh chồng sau đó thừa nhận đã lấy tiền ở hộp sau khi vợ qua đời. Chuyến đi đoàn tụ của Devi tới Mathura còn tiếp tục ở nhà cha mẹ cũ của cô. Cô bé không chỉ nhận ra nhà mà còn có thể xác định được cha mẹ cũ của mình giữa đám đông hơn 50 người, một điều tra viên viết. Dường như, Devi không chỉ nhớ lại cuộc sống của mình ở kiếp trước mà còn có lời giải thích cho đường đi vào thế giới bên kia. Vào năm 1936 và 1939, cô gái đã kể lại trải nghiệm về cái chết của mình cho những người hoài nghi cũng như các nhà thôi miên. Devi nói rằng vào thời điểm chết, cô cảm thấy chóng mặt và bị bao trùm trong bóng tối sâu thẳm trước khi một tia sáng lóe lên để lộ ra bốn người nam mặc đồ lót màu vàng trước mặt. Cả bốn người dường như đều ở tuổi thiếu niên và ngoại hình cũng như cách ăn mặc của họ rất tươi sáng. Devi nói khi bị thôi miên, họ đặt tôi vào một chiếc cốc và mang tôi đi. Devi cho biết cô nhìn thấy thần Hindu Krishna cho từng người xem hồ sơ về những hành động tốt và xấu của họ khi còn sống và cho họ biết điều gì sẽ xảy ra với họ tiếp theo. Sau đó, Devi được đưa đến một cầu thang bằng vàng. Từ đó cô có thể nhìn thấy một dòng sông sạch và tinh khiết như sữa.
cô nhìn thấy ở đó những linh hồn xuất hiện chập chờn như ánh lửa trong những ngọn đèn. Nhiều năm sau, Shanti Devi xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn báo chí vào năm 1958. Khi đó, Shanti Devi 32 tuổi và không bao giờ kết hôn. Cô sống một cuộc đời tâm linh, yên tĩnh ở Delhi. Shanti Devi qua đời vào năm 1987 ở tuổi 61. Câu chuyện của cô được lưu giữ qua một cuốn sách của tác giả Thụy Điển Sir Lundersen viết năm 1994, dịch sang tiếng Anh vào năm 1998.